chi tiền tỷ chiêu mộ Polina, đội hình siêu khủng của Hóa chất Đức Giang được hoàn thiện như thế nào? Vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia còn gần 2 tháng nữa mới khởi tranh, thế nhưng sức nóng của mùa giải năm nay đang lên cao hơn bao giờ hết với những cuộc chạy đua ngoại binh của các câu lạc bộ. Hóa chất Đức Giang với sự chịu chi, tâm huyết của Bầu Huyền là đội tạo nên bản hợp đồng bom tấn nhất khi chiêu mộ khủng long cao 1m98 Polina Rahimova. Sau 3 năm liên tiếp ngậm ngùi về nhì ở giải vô địch quốc gia, Bầu Huyền rất quyết tâm giúp đội bóng của mình lần đầu tiên giành chức vô địch quốc gia. Sự bổ sung ngoại binh khủng Polina cho thấy tham vọng lớn của đội bóng này. Polina sẽ có gần 2 tháng để lắp ráp đội hình cùng với câu lạc bộ mới, sẵn sàng chinh phục chiếc cúp vô địch. Chi phí để cô trở lại Việt Nam lần này là rất lớn. Còn nhớ ở mùa 2022, Thái Bình đã chi khoảng 43.000 đô để có sự phục vụ của ngôi sao người Azerbaijan trong vòng 1 tháng. Sau khi chơi quá ấn tượng giúp cho Thái Bình lên chức vô địch, mức giá thuê của Polina được đẩy lên cao gần gấp đôi. Số tiền này cao hơn rất nhiều mức tiền thưởng mà đội vô địch quốc gia nhận được, đủ để thấy tâm huyết và độ chịu chơi đáng nể của Bầu Huyền, người rất đam mê, tận tâm với sự phát triển của bóng chuyền Việt Nam. Chưa kể, đội bóng của Bầu Huyền còn chấp nhận trả thêm tiền để cô qua Việt Nam sớm hơn dự kiến. Vì vậy, khoản phí mà Hóa chất Đức Giang chấp nhận để có được chữ ký của Polina có giá trị rất lớn, có thể lên đến 100.000 đô. Có Polina, Hóa chất Đức Giang như hổ mọc thêm cánh, đa mạnh nay còn khủng khiếp hơn. Ngoài Polina, đội còn đang sở hữu ngoại binh Thái Lan chơi ấn tượng ở vòng 1 giải vô địch quốc gia là chuyên hai Tichaja. Có hai ngoại binh tốt trong tay, huấn luyện viên Wanachote sẽ tìm cách xoay tua đội hình để cả hai có đất diễn khi mà theo quy định chỉ có một ngoại binh được vào sân. Không chỉ là những ngoại binh chất lượng, Hóa chất Đức Giang còn sở hữu trong đội hình hàng loạt những tuyển thủ quốc gia, tạo nên đội hình siêu khủng, thách thức mọi đối thủ tại giải vô địch quốc gia 2023. Đội hình của họ gồm chủ công Trần Tú Linh và Nguyễn Thị Xuân, đối chuyền Polina Rahimova, phụ công Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, chuyền hai Nguyễn Thị Thủy và libero Lê Thị Thanh Liên. Ngoài ra, huấn luyện viên trưởng Wanachote còn có thể xoay tua chuyền hai Tichaja, chủ công trẻ đầy triển vọng Hoàng Hồng Hạnh. Những gương mặt trẻ như Nông Thủy Anh, Luân Thị Loan, Hồng Ngát cũng đều là những gương mặt chất lượng. Đây có thể coi là đội hình khủng nhất lịch sử bóng chuyền Việt Nam khi vừa có ngoại binh siêu khủng, vừa có rất nhiều tuyển thủ quốc gia. Hóa chất Đức Giang nổi lên như một ứng cử viên vô địch số 1. Còn nhớ ở mùa giải 2022, Polina chính là cái tên khuynh đảo bóng chuyền Việt Nam. Trong màu áo của Gelasimco Thái Bình, đối chuyền cao 1m98 liên tiếp gánh team với những pha tấn công vô cùng uy lực để giúp đội bóng quê lúa lên ngôi vô địch quốc gia. Ở mùa 2023, cô sẽ chuyển sang thi đấu cho Hóa chất Đức Giang với lời đề nghị hậu hĩnh từ Bầu Huyền. Đáng chú ý, Hóa chất Đức Giang rất chịu chi và chấp nhận trả thêm chi phí để Polina sang Việt Nam tập luyện sớm. Rất khó để các đội bóng còn lại có thể chống chọi được với sức mạnh khủng khiếp của Đức Giang hiện tại. Các đội bóng khác như Ninh Bình, Thông Tin, Long An buộc phải tìm kiếm những ngoại binh chất lượng để có thể nuôi hy vọng so kè cùng với đội bóng của Bầu Huyền cho ngôi vô địch ở mùa giải năm nay. Điều này sẽ tạo nên sức hấp dẫn lớn cho giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Càng có thêm những ngoại binh chất lượng, giải đấu của chúng ta sẽ càng đáng xem, hấp dẫn và thu hút được nhiều sự chú ý hơn. Vòng 2 và vòng chung kết giải vô địch quốc gia dự kiến diễn ra vào tháng 11 tới đây.